bầu đức cho không, khi vẫn không về tuyển Thái Lan. Người Thái âm thầm đòi chi 10 tỷ đồng mua lại hợp đồng của huấn luyện viên Kia cho hơn một năm còn lại ở Hai Gia Lai. Thậm chí Bầu Đức còn muốn cho không nhưng cái chính là Di Cô Thái không gật đầu. Tân trưởng đoàn Thái Lan Nua Phan Lam Sam hy vọng đội tuyển quốc gia có huấn luyện viên mới vào tháng 10 để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á và AFF Cup. Chiến dịch vô địch AFF Cup lẫn SEA Games của bà Lam Sam và bóng đá Thái Lan bắt đầu từ việc tìm huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển Thái Lan và người đầu tiên bà nhắm đến là huấn luyện viên Kia đang vướng, hợp đồng với Hai Gia Lai. Bà hy vọng với túi tiền doanh nhân của mình và khả năng thuyết phục Kia sẽ thành công nhưng như một cáo nước lạnh dội vào khi Kia lắc đầu. Từ khi không có bất cứ thành tích nào dưới thời huấn luyện viên Nishino, bóng đá Thái Lan bỗng dưng nhớ quay quắt người cũ Kia Người đã có thời gian dài giúp bóng đá Thái Lan lên ngôi bá chủ Đông Nam Á với hai chiếc vô địch SEA Games, hai ngôi vua AFF Cup, chơi tương bừng ở các giải châu Á, vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2018 nhưng vì mâu thuẫn với chủ tịch liên đoàn bóng đá Thái Lan Phát Sumiak, Kiatisak tự trọng rời ghế không hẹn ngày trở lại. Ngày 24 tháng 9, Kiatisak đã đăng một dòng trạng thái rất ngụ ý trên trang cá nhân, không sao đâu, tôi còn ở đây rất lâu. Với rất nhiều hình ảnh về những kỷ niệm trong thời gian nắm đội Hai Gia Lai dẫn đầu v league thay cho rất nhiều lời muốn nói. Trong khi đó, Bầu Đức vẫn rất hảo hán khi cho biết ông không cần tiền bạc gì của phát cả, sẵn sàng miễn phí để Kiatisak Sắc về nắm đội tuyển Thái Lan. Dĩ nhiên, Phát phải có cuộc đàm phán với hai gia lai và điều quan trọng nhất là di cô thái có hứng thú trở lại chiếc ghế nóng hay không. Bầu Đức tiết lộ chưa có ai của phát liên lạc với ông về việc mượn đợt Kia T sắc và quan điểm của ông rất rõ ràng là khi nào hai gia lai cần họ phải trả lại di cô thái. Hiện tại, V-League 2021 bị hủy do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và dự kiến phải đến đầu năm sau mới bắt đầu mùa giải mới nên khả năng Kia T chỉ có thể nắm U20 Ba Thái Lan vào tháng 10 cho vòng loại U23 châu Á và AFF cấp kết thúc ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022. Theo một nguồn đáng tin cậy, chính bà trưởng đoàn Lam Sam muốn mua lại hợp đồng còn hơn 15 tháng của Kia với Hà Gia Lai. Vào khoảng 10 tỷ đồng và ngỏ lời mời Kia về nắm các đội tuyển Thái Lan nhưng anh đã từ chối. Kia muốn trả ơn bầu đức. Hà Gia Lai mùa này dưới thời Kia đã chơi rất hay và liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng V-League cho đến sau vòng 12. Tuy nhiên, cuộc chơi đã hủy cũng đồng nghĩa đội bóng phố núi không còn cơ hội vô địch. Khi Atisak ký hợp đồng 2 năm với Bầu Đức, với mức lương tháng khoảng 600 triệu đồng, anh tâm sự Bầu Đức là ân nhân của mình từ thời cầu thủ cho đến nghiệp huấn luyện nên Jico Thái muốn làm những gì tốt nhất để đền đáp công ơn của ông bầu phố núi. Khi Atisak khao khát giúp hai gia lai vô địch V-League mùa này như một món quà kỷ niệm 20 năm thành lập câu lạc bộ cho Bầu Đức, anh tự hào đã góp phần giúp hai gia lai mạnh mẽ hơn và cung cấp đến 7 cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Tê tê. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.